Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay có đồ chơi mới anh em ơi. À, trên màn ảnh anh em thấy là một con ba lăng Kito 1 tấn rưỡi ha. Con này thì quá xuất sắc anh em ơi, đẹp leng keng luôn. Rồi nói sơ sơ về thông số nữa anh em ơi. Ha, cộng xích thì 10 ly. Đó. Tốc độ nó chạy đây, nếu 50 hẹt thì 0.085 m trên 1 giây ha. Đó. Made in Japan. Đó. Về cái con này thì về điện đốm thì anh em có thể xài được, cái này là điện 3 pha anh em ơi. 3 pha 200, 3 pha 38, 3 pha 600 hoặc là 1 pha 220, 1 pha 22 thì hồi mình sẽ chỉ anh em cách sử dụng điện 1 pha 22 ha. Rồi, về thông tin của cái motor đây. Thông tin motor thì nó chạy cái động cơ là 1.8 kW anh em ơi. Con này cái động cơ rất là to, hơn 2 ngựa ha. Nó khoảng 2 ngựa, gần 3 ngựa. Nó 4 bề. Đó. À, điện đây 200V, nó chạy là 12.5A, chạy tua 1400 ha anh em. Đó là cái động cơ Kito Group. À, anh em nhìn ngoại hình, sơ về ngoại hình rất là đẹp luôn. Không phải chê gì đâu được ha. Dây nhợ zin hết luôn, mấy dắt cắm này zin nè, dây zin luôn ha. Cái móc thì anh em nhìn cái móc à. Cái móc nếu mà nó xài nhiều á thì đây nó chạy hết mà này nè. Không chạy cũng xước gì chơi. Quá ok không? Rồi, tiếp theo cộng xích nè. Cộng xích anh em thấy nè. Rất là vip luôn, trắng phiếu luôn ha. Đó. Cộng xích này dài tới 5-6 mét gì lận đó anh em ơi. 5-6 mét gì lận nha. Rồi ok, bây giờ có cái túi này nè, cái túi này nó về nó không có túi. Mình đi kiếm cái túi, mua cái túi khác bỏ vô, này túi này bằng sắt. Anh em muốn đẹp thì về sơn lại thôi, không quan trọng nha. Chủ yếu xích này zin, ba đầu zin hết ha. Cái túi này thì chỉ đựng xích thôi, không có quan trọng gì hết. Đó. Rồi ok, nâng lên nha. Chưa, để đâu rồi, remote đâu rồi. Rồi để đây. Xả ra ha, để em nâng lên. Nâng hết 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 càng đi. Rồi ok. Anh em nghe nó chạy ha, rất là im luôn. Nghe tiếng gì hết. Đó. Anh thấy không? Này mình test thử cái này có 100 ngoài ký không có quan trọng đó anh em ơi, nhưng mà test cho anh em nghe cái độ nó êm ha, thắng ha. Đó. Anh em thắng nè. Lên xuống là rất là nhẹ nhàng và nó êm, thật sự êm, cực kỳ êm luôn ha. Anh em thấy không? Và nó tự ngắt nha anh em ơi, khi mà lên tới là ngắt nha, tại mình đang cẩu đồ mình không cho lên tới được. Chứ anh em mà lên tới là nó tự ngắt ha. Xuống hết dây nó cũng tự ngắt, nó có mấy cái relay trên đó. Đó. Anh nhìn nha, kỹ công dây xích nè. Rất là êm luôn anh em ơi. Nè, thắng nè. Thắng nhẹ nhàng hết. Quá phê luôn. Đó, hạ xuống đi em. Rồi để mình hạ hết xích xuống cho anh em nè. Xích rất là dài nha anh em ơi. Đó, anh em thấy cộng dây xích nó đã không? Như mới luôn ha. Này mình vừa vệ sinh, chưa vệ sinh sạch nè. Anh thấy xích như mới luôn. Xích 10 ly nha. Con này hình như 5-6 mét vậy lận. Dài lắm. Đó, anh em sẽ thấy ha. Đó. Tới đây hết ha anh em. Rất là dài luôn nha anh em. 5-6 mét gì đó. Và cái motor này chạy anh em không có nghe tiếng luôn. Đó. Thì đây mình đang xài một pha luôn nha anh em ơi. Một pha 200 nè. Tại sao một pha 200 thì mình nói cho anh em mình xài qua một cái biến tần này ha. Mình đã câu sẵn hết trơn rồi. Điện đốm câu sẵn hết rồi. Lấy dít anh cái tiên. Để mình mở cái này ra cho anh em xem. Biến tần mình đang chạy 60 hạt luôn. Để lấy dít dặn cái biến tần ra cái. Để mở biến tần cho anh em, mình đã đấu sẵn rồi ha. Anh em chỉ về để gì là xài thôi. Đây. Cùng điện vô nè, cùng nguồn 220 anh em thấy nè, hai sợi rõ ràng ha. Đây mình vô trực tiếp mình cắm vô ổ cắm nè. Đó. Thấy không? 22. Còn ba sợi này trong ba sợi này nè. Theo thứ tự gì mình đã gắn vô cái ba pha ra cho cái ba lăng đó ha. Và anh em chỉ cần bật điện lên là xài thôi. Bật điện lên là xài, không cần phải làm gì thêm ha. Cắm điện vô này. Đó. Cắm điện vô là chạy thôi. Rồi. Nó về thông số kỹ thuật như vậy ha. Thì bán bên em bán cho anh em là bao cậu được 1 tấn rưỡi ha, ngon lành hết ha. Đó,
Về tới giá thôi, thì thông số kỹ thuật nó là bao anh em zin toàn tập hết rồi. Đó, về giá thì em đang bán con này giá là 9 triệu nha. Cái con này không nha, chưa qua cái biến tần. Đó, anh em nào lấy cái biến tần thì tính riêng biến tần, ví dụ anh em có biến tần rồi thôi ha. Còn nếu mà anh em nào lấy luôn biến tần đó để anh em 3 triệu nữa ha. Đó là nguyên cái cụm lê này là giá là 12 triệu ha. Con này nặng 80 kg nha anh em ơi, 80 kg ha, rất là chắc chắn luôn. Rồi, thì anh em nào cần thì ới em ha. Rồi, ok, chào tạm biệt anh em nha.